Xin chào các bạn, mình là Trung đến từ Eris Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể xử lý những cái chuỗi văn bản nó tương đối phức tạp ở trong Office 365. Ở đây thì các bạn, mình có một lời khuyên như thế này. Đó là các bạn nên mua bản quyền và sử dụng cái phiên bản Insider của Office 365. Tại vì nó có rất nhiều lợi ích là một. Và thứ hai ấy, là càng ngày Excel ấy, họ càng ra được những cái hàm phục vụ cực kỳ tốt cho công việc của bạn luôn. Ví dụ như trong trường hợp này, nếu các bạn sử dụng những phiên bản hàm cũ thì khi mà các bạn xử lý bài toán này, mình khẳng định là nó sẽ rất rất khó luôn. Tại vì sao? Khi bạn nhìn vào đây này, ví dụ ở đây là một cái ô diễn giải của chúng ta nhé. Ví dụ như này, đây là tên của sản phẩm này, đây là mã sản phẩm này và còn đây là số lượng của sản phẩm. Nếu nó chỉ có đơn giản như này, bạn có thể sử dụng Meet, bạn sử dụng Search các thứ, bạn cắt được dữ liệu ra hoàn toàn đơn giản. Tuy nhiên thì dữ liệu này nó không hề đơn giản như vậy. Các bạn có thể nhìn vào đây này. Ở đây nhá, không phải một dòng chỉ có một sản phẩm, mà nó có đến nhiều sản phẩm. Ví dụ như cái này là 2 sản phẩm, và đây là 3 sản phẩm. Và thậm chí nhá, mình nghĩ là trong tương lai có thể là nó sẽ có tới 4 hoặc tới 5 sản phẩm nữa. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Và cái đó chưa phải hết đâu. Các bạn có thể search cho mình cái từ trả một phần này. Thì các bạn có thể thấy nhá, là trong cái dữ liệu bài đưa cho mình ấy, nó không phải là tuân theo quy tắc là tên sản phẩm, mã sản phẩm so đến số lượng, mà nó sẽ có những cái này. Ví dụ như trả một phần của đơn này này. Và bây giờ nhá, cái phần tên sản phẩm của chúng ta ấy, thì nó lại nằm trong cặp ngoặc tròn này này. Các bạn thấy không? Đấy. Vậy thì bây giờ nhá, làm thế nào thì chúng ta giải quyết bài toán này? Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn video ngày hôm nay các bạn nhá. Bây giờ này, thì trước khi mà các bạn làm bất kỳ điều gì ấy, thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng cái hàm trim để bạn loại bỏ đi những cái ký tự dấu cách thừa ở đầu, ở cuối hoặc ở giữa. Tại vì khi mình nhận khối dữ liệu này, không thể nào là mình đi tìm kiếm từng dòng được, nó rất mất thời gian. Nên mình sẽ bằng trim như thế này và chọn tới một cái ô dữ liệu bất kỳ. Ở đây thì các bạn có thể chọn cho mình toàn bộ vùng dữ liệu này nhé. Cái này là tính năng của Office 365 rồi. Còn lại thì nếu các bạn sử dụng phiên bản Office thường ấy, thì các bạn có thể cho mình là trim A2 cũng được. Sau đó thì bạn sẽ kéo công thức xuống như thế này. Sau đó thì nhiệm vụ của bạn là gì? Các bạn sẽ Ctrl C cho mình cái phần này và paste value vào đây nhé. Sau đó mình sẽ xóa phần này đi. Bây giờ nhá, thì tư duy của bài toán này sẽ là như thế nào? Nhiều người bảo là đến đây nhá, ví dụ dòng này thì bạn tách ra cho mình 2 dòng này, sau đó đến dòng này thì lại 1 dòng này, ví dụ thế. Mình nói thật là nếu mà làm thế thì các bạn sẽ thấy là bài toán nó trở nên phức tạp và nó không cần thiết. Như mình ấy là mình sẽ trộn tất cả các dòng dữ liệu này lại vào một cái chuỗi. Sau đó thì mình tách nó ra theo một cái dấu phân tách nào đó. Và như các bạn nhìn thấy ở đây nhá, là các mã hàng của chúng ta ấy, thì nó sẽ phân tách bởi dấu phẩy và dấu cách, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc trộn dữ liệu lại trước. Thì để trộn dữ liệu ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm TechJoy. Cái hàm này thì đã xuất hiện ở trên Office ở 2019 rồi. Và đương nhiên những bạn nào sử dụng phiên bản Office 2021 hoặc là Office 365 thì chắc chắn là sẽ có cái hàm này. Với delimiter thì mình sẽ chèn vào đây là dấu phẩy và dấu cách này. Tiếp tục là đến phần ignore empty, có nghĩa là mình có bỏ qua các ô trống hay không thì các bạn sẽ để true cho mình nhé. Và cái text mode này thì các bạn sẽ chọn cho mình toàn bộ cái vùng dữ liệu từ A2 đến A572 và enter. Như các bạn thấy là bây giờ dữ liệu của cái vùng từ A2 đến A572 được trộn lại thành một rồi, có đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ text split nó ra. Hàm text split là một cái hàm mới xuất hiện ở trên Excel 365. Và các bạn cần phải có cái hàm sử dụng Excel 365 thì mới có thể làm được cái bước này. Ở đây thì con delimiter thì mình sẽ để trống nhé. Tại vì mình ý, thì mình không cần thiết mình tách nó ra từng cột đâu. Mà mình muốn tách cái dữ liệu trên ra thành từng dòng. Và mình sẽ điền dấu phẩy và dấu cách vào trong cái phần row delimiter. Như các bạn thấy là hiện tại ý, là dữ liệu của mình ý, thì mình đã tách nó ra ngon lành như thế này rồi. Đúng không? Tuy nhiên thì ở đây ấy, thì nó sẽ có một cái phần đây. Đấy, các bạn có thể thấy không? Thì ở đây á, thì mình sẽ viết một cái hàm đơn giản như này. Đó là mình sẽ thử search nhá. Là nếu trong cái dữ liệu gốc của bạn ấy mà có một dấu ngoặc đơn, đúng không? Thì mình sẽ lấy cái phần đây, thì mình sẽ lấy từ cái dấu ngoặc này trở đi này. Được chưa? Tuy nhiên thì bây giờ, đây, mình sẽ thử viết ra đây trước nhá. Mình viết là search này, ngoặc đơn này, phải và chọn tới cái bên này. Đó, thì các bạn có thể thấy nhá, là nó trả về kết quả là 29. Nếu mình copy lên trên đi. Đây,
thì nó sẽ bị value ngay. Tại vì ở trong cái chuỗi ở đây nó không hề có dấu ngoặc đơn, đúng không? Nhưng mà đấy thì mình sẽ thêm vào đây một cái là is number đi. Đó. Thì các bạn có thể thấy nhá, là nếu mà nó có dấu mở ngoặc thì nó sẽ trả về kết quả là true. Còn ngược lại thì nó sẽ trả về kết quả là false. Có đúng không? Vậy bây giờ nhá, chúng ta sẽ xử lý cái dữ liệu này như sau. Đây, mình quay trở lại đây. Bây giờ nhá, thì mình sẽ thêm một cái bước nữa. Đây, trước khi mình tiến hành đi vào xử lý dữ liệu. Bây giờ nhá, thì các bạn sẽ viết như thế này. If này, is number của cái hàm short dấu mở ngoặc ra phải trong đây. Được chưa? Nếu cái này nó là trả kết quả là bằng true, có nghĩa là nó có dấu ngoặc đơn nhá, thì nhiệm vụ của bạn sẽ là gì? Các bạn sẽ lấy cho mình là text after. Được chưa? Text after của cái này. Được chưa bạn? Và delimiter mình sẽ lấy tất cả sau cái dấu đóng ngoặc, mở ngoặc cả đi chứ. Sorry các bạn. Đây. Còn nếu mà nó không đúng thì các bạn sẽ lấy nguyên cho mình giá trị này thôi. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ spin mảng ra đi. Thêm vào đây một cái dấu thăng như này. Đây. Xôi các bạn. Đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại cái cấu trúc dữ liệu của mình một chút này. Đây. Đây, mình sẽ search cái phần gọi là trả một phần đi. Ok. Không còn cái nào là trả đấy luôn ạ. Trả này. Rồi. Ok. Các bạn có thể thấy là dữ liệu của mình nó cũng khá ngon lành rồi. Đây. Rồi, ok. Bây giờ thì dữ liệu của chúng ta thì cũng đã ngon lành rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tách ra cái phần tên hàng hóa này. Và tên hàng hóa của chúng ta nhá, nó sẽ nằm ở trước cái dấu cách và dấu mở ngoặc vuông này. Các bạn thấy không? Thì mình sẽ sử dụng cái hàm tech before nhá. Với tech thì là cái chuỗi ở đây rồi. Delimiter của chúng ta nhá, thì như mình nói, đó chính là cách và một dấu ngoặc vuông mở ra như này và đóng ngoặc lại. Đây. Và các bạn sẽ thêm vào đây cho mình một cái dấu thăng nhá, để spin mảng ra. Đó. Các bạn có thể thấy là hiện tại ấy, mình đã tách ra rất ngon lành. Các bạn thấy chưa? Rồi, tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ thì đến mã hàng hóa. Thì mã hàng hóa nhá, nó sẽ nằm ở sau cái dấu ngoặc vuông đầu tiên, đúng không? Thì các bạn sẽ sử dụng cho mình text after này. Text thì bạn lấy ở ô B2 này. Delimiter thì các bạn sẽ lấy cho mình, đó chính là dấu ngoặc vuông và đóng ngoặc lại. Đó. Bây giờ nhá, thì đến đây. Mình muốn lấy ở trước tất cả phần dữ liệu ở trước cái dấu ngoặc vuông và đóng lại này. Thì mình sẽ sử dụng tiếp theo thôi. Đó chính là text before. Và bây giờ delimiter của chúng ta nhá, nó sẽ chính là dấu ngoặc vuông này, và đóng ngoặc lại. Rất đơn giản như vậy thôi. Và mình sẽ tiến hành spin mảng này ra nhá. Đó. Các bạn có thể thấy là cái mã sản phẩm mình cũng tách ra rất đẹp đẽ rồi. Bây giờ đến số lượng sản phẩm. Với số lượng sản phẩm thì bây giờ chúng ta sẽ tách nó ra như sau. Bây giờ nhá, thì các bạn có thể thấy là mình sẽ lấy toàn bộ tất cả dữ liệu ở sau cái dấu ngoặc vuông thứ hai này. Và bây giờ nhá, mình sẽ sử dụng là text after của cái text ở đây. Delimiter của chúng ta thì sẽ là dấu ngoặc vuông này. Và is_num thì is_num ấy thì nó là vị trí của cái dấu mà chúng ta muốn lấy để thay thế. Thì ở đây mình đã nói nó là dấu thứ hai, đúng không? Và như thế này. Các bạn có thể thấy là mình đã tách ra cũng khá ngon lành rồi, đúng không? Đây, thử nhé. Và các bạn có thể thấy nhá, là bây giờ ấy, chúng ta cần lấy ra con số, đúng không? Và con số thì tất cả nó sẽ nằm ở trước cái dấu cách đầu tiên. Nên các bạn sẽ sử dụng cho mình là text before này. Dấu cách đầu tiên và đóng ngoặc lại. Ở đây is 5 mặc định bằng 1 nhé. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần là đổi cái này từ chữ sang số thôi. Thì bạn thêm vào hai cái dấu trừ trừ ở phía trước cho mình nhé. Đó. Và như các bạn có thể thấy là hiện tại ấy, mình đã tách ngon lành toàn bộ những cái phần gọi là tên hàng hóa này, mã hàng hóa và số lượng sản phẩm ra các ô tướng rồi. Và đến đây ấy, video của chúng ta thì cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên Eric Việt Nam.